À, Quang Đẩu chào các bạn. Mấy hôm nay thì trời mưa mà trong cái không gian rất buồn. Quang Đẩu cũng ngâm nga vài câu vài chữ viết cho nó vơi đi những cái nỗi buồn đó, và cùng chia sẻ với các bạn bè ở thành phố hoặc là các miền xa xôi hẻo lánh đang phòng chống dịch, mà nhà nước cũng đã chỉ thị cho cái 16 của Thủ tướng Chính phủ. Và bản thân mình thì không gì hơn, và có những ca từ mà các bạn nghe thấy không vừa lòng thì cũng rất hết sức thông cảm, và giai điệu nó có hay không hay các bạn cũng hết sức thông cảm, và nhất là các nhà thơ có những ca từ rất hay, mà riêng bản thân mình thì mình cũng có những cái ca từ như thế này thôi và giai điệu như thế này thôi, và bản thân mình có cái gì mình hát cái đó và mình cũng sẽ đàn cho các bạn nghe. Và một lần nữa xin chúc các bạn trong gia đình Facebook và YouTube với lời thành thật chúc sức khỏe, bình an. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Bây giờ các bạn nghe mình hát. Sát này là của em.
tôi. Từng giòn sầu nghèo hắc, trời mây say trong cơn điên, vang lời nguyện nấc nước mắt. Trời mưa tan trong hư vô, vòng nghìn trùng vành trăng khuôn xóm, tìm em men say hơn đêm dần lê. Còn tình này không hăng thương đâu. Tôi không thể tin, không thể tin những gì không có thể. Tôi không thể tin, không thể tin thân xác này là của em tôi. Không thể tin thân xác này là của em tôi. Không thể tin thân xác này là của